xin chào cả nhà à, hôm nay Ngọc sẽ hướng dẫn cả nhà cái cách mình cắt cây ở trên thân xuống à, và trồng vào trong trong chậu như thế nào để cho cái cây của mình nó phát triển ổn định và không có bị hư cũng như là sẽ không có làm mất sức cái cây cây của mình ha thường đó là trong những cái chậu lớn à, hoặc là trong những cái chậu mình trồng nó bị thiếu nắng và nó thường nhảy cây trên thân trên ngọn À, giống như trong hình đây thì là những cái chậu chớp à, đây là cái kinh hổ mang chớp à, trồng thuần lớn và à, em xử lý kia ở trên thân để mình nhân giống thì à, sau một thời gian thì cái kia nó sẽ phát triển lớn à, giống như những cái kia này còn nhỏ tuy là bộ rễ nhiều nhưng mà à, lá ngọn nó còn đi chưa có đứng ngọn và cũng như là cái gốc chưa có được già thì mình sẽ để lại À, cho cái gốc nó già thêm một chút xíu nữa để thân mẹ nuôi một thời gian nữa, mình sẽ chọn những cái cây nào mà nó đã lên à, à, cứng cáp và cái cái gốc ngay chỗ cái chỗ ra rễ á, nó cứng già thì mình cắt thì cái tỷ lệ sống sẽ rất là cao và nó sẽ không ảnh hưởng nhiều đến thân mẹ ha và cả nhà mình lưu ý á, khi mà mình cắt cây ở trên thân xuống á thì mình phải chọn những cái cây mà nó đã ra rễ rồi thì mình dưỡng nó sẽ dễ hơn còn những cái cây bự À, nhưng mà nó không có rễ thì khi cắt xuống thì nó rất là dễ bị mất sức ha Thì à, những cái gốc này, những cái gốc cây à, này nó đã già rồi nên em sẽ dùng kéo à, Dùng kéo cắt và à, một cái điều lưu ý quan trọng nữa Khi mà mình cắt cây ở trên thân xuống thì cả nhà mình nên chọn khi trời đang nắng à, Nắng và gió nhiều tại vì khi mà mình cắt đó, có nắng thì cái vết cắt nó sẽ nhanh khô Và nó sẽ không có nước dẫn vào bên trong thân làm cho thân mẹ bị hư À, nên là những cái thời điểm mà mình chọn để cắt kia á, thì mình nên chọn vào lúc trưa nắng à, sau khi á, mà mình cắt xong á, nếu mà ở nhà mình có keo liền sẹo à, thì mình sẽ bôi vào trong cái vết cắt à, vì hiện giờ em đang quay thì em sẽ không bôi trực tiếp nên là cả nhà mình ở nhà mình có keo thì mình bôi vào à, nếu như không có keo liền sẹo thì mình có thể chọn loại keo khác À, nếu như không có thì có thể chọn à, keo dán ống nước cũng được hoặc nếu không có nữa thì mình có thể để khô à, để khô từ sau khi mà mình cắt á, thì mình sẽ để cái vết cắt nó khô đến ngày hôm sau thì cái cái vết cắt nó sẽ khô lại và cái tỷ lệ mà cây bị hư thì rất là thấp đây là một cái chậu cây em cắt lần trước và trong cái video mấy video trước á, thì em có quay khi trồng cái cây này thì à, hôm nay á, khi mà Xem trở lại thì cái bộ rễ nó rất là đẹp à, Cái cây này khi cắt ra thì bộ rễ cũng đẹp Và mình duy trì và mình giữ được luôn cái bộ rễ khi cắt à, Nên là cái cây nó không bị mất sức, lá chân cũng không có bị rớt à, Cái cây cây sau khi mà mình cắt xuống trồng á, thì nó phải cần thời gian hơi lâu để cho cái cây nó thích nghi à, Khoảng tầm 1 tháng đến 2 tháng sau thì nó mới bắt đầu bật mầm à, Nên là trong cái thời gian này điều quan trọng nhất đó là bộ rễ thì cả nhà mình chọn cái giá thể cũng như là cái cách chăm sóc phù hợp à, để cho cái cây của mình nó không có bị hư cái bộ rễ này ha. tại vì nếu mà cái bộ rễ trên thân bị hư á thì mình phải cần rất mất rất là nhiều thời gian để làm ra rễ mới và trong cái thời gian đó thì cái thân này nó sẽ bị teo và bị rớt lá à, nên là khi mà cắt cây xuống điều quan trọng nhất là mình sẽ xử lý cái cây này và trồng như thế nào để cho cái cây này nó không có bị mất sức teo thân ha. À, những cái chậu mà trong video em đang quay cho cả nhà xem á, thì đều là những chậu chớp à, nên là em xử lý cây trên thân để mình có thể nhân được nhiều giống thì sau khi cắt xuống thì à, em sẽ trồng liền để cho cái cây nó không có bị mất sức à, chút xíu nữa thì em sẽ hướng dẫn cho cả nhà mình cái cách trồng như thế nào để cho cái cây của mình đẹp hơn ha cái cây khi mà mình cắt xuống thì cả nhà thấy là bộ rễ trắng trắng phao rất là đẹp À, lá chân còn đầy đủ nên là mình sẽ cố gắng làm sao khi mà mình trồng vào trong chậu thì mình sẽ duy trì được cái 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 bộ rễ của nó để cho nó sẽ phát triển mạnh hơn. Thường á, trên những cái cây à, à, dendro lớn lâu năm mình trồng á, thì những cái mắt lá à, nó sẽ nhô lên những cái, cái 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 mắt ngủ rất là rõ. Thì à, nếu mà mình không có xử lý bông Ở những cái mắt này thì mình có thể xử lý phun để kích ki để mình nhân giống à, đối với những cây chớp hay những cây có giá trị thì mình nhân giống như vậy thì à, mình sẽ có được nhiều cây nhỏ để mình trồng đây là một cái cây trong cái cây kinh vàng lưỡi đỏ chớp à, cây này cái cái ki này nay đã rất là bự rồi và bộ rễ cũng à, ổn à, khi mà mình cắt cây trên thân xuống á nếu như mà cái cây không có rễ mà mình cắt á, à, cho dù cái kia nó bự cái máy nhưng mà nó không có rễ thì mình cắt xuống á thì à, cần một thời gian để ra rễ mới thì cái cây nó sẽ dễ bị suy, à, teo thân. Cả nhà biết là khi cái cây dendro nó bị teo thân á thì mình phải mất nhiều thời gian lắm mới có thể dưỡng lại được. À, nên mình lưu ý là mình chờ cho cái cây nó ra rễ à, hoặc là mình có thể hỗ trợ bằng phân bón mình phun kích rễ. À, kích à, kích rễ ở trên cái kia trên thân á, thì cũng rất là đơn giản à, Mình có thể sử dụng quy trình 1 trong combo 5 Hoặc là mình có thể phun trong cơ thai trực tiếp vào trong cái kia đó Để hỗ trợ cho cái kia ra rễ ha Sau khi mà mình đã cắt xuống rồi Thì bây giờ em sẽ hướng dẫn cả nhà mình cái cách à, trồng kia vào trong chậu à, Chậu em đang sử dụng hiện giờ là chậu phi 20 à, Em trồng bằng cái giá thể vỏ thông sạch của vườn la lê ngọc À, size số 2 thì size số 2 trồng thì mình cần phải lót lưới vào chậu à, vì kia thì nó chỉ có một thân thẳng đứng thôi nên là em sẽ dùng một cái ti à, ti nhựa cố định ở giữa cái phần chậu để khi mà mình trồng vào thì mình sẽ cột cái cái, cái kia đó vào trong cái ti nhựa đó à, cố định cho cái cây nó không có bị rung lắc cả nhà mình lưu ý là khi mà mình đưa cái kia vào thì mình sẽ À, nương cái bộ rễ một chút à, để cho bộ rễ nó ở trong chậu được thoải mái không có ừ, à, làm gãy bộ rễ nhiều ha tại vì mình muốn là duy trì cái bộ rễ này nó sẽ phát triển luôn à, nên nếu như mà mình cắt bớt đi hoặc là mình bẻ cong lại thì nó sẽ bị gãy à, và trong cái quá trình chăm sóc nó sẽ dễ bị hư rễ sau khi mà đưa cái cây vào trong chậu rồi thì mình sẽ chỉnh cái rễ lại một chút xíu à, nếu như mà À, có thể cuộn tròn được thì mình cuộn lại còn nếu không thì mình cứ để cái bộ rễ tự nhiên à, sau khi cố định xong á mình sẽ giữ cho cái góc bằng với cái mặt chậu và mình thêm cái giá thể vỏ thông vào hiện giờ thì em đang trồng 100% là vỏ thông và không lót bất cứ cái gì ở dưới à, để cho cả nhà mình có thể thấy được là cái quá trình mình trồng như thế nào ha trong cái lúc mà mình đưa vỏ thông vào á, thì mình phải giữ cố định cái cây cho nó bằng với cái mặt chậu À, để nó không có bị lắp cái mắt ngủ à, nếu mà bị lắp mắt ngủ thì cái cây của mình nó sẽ chậm ra con ha cả nhà khi mà mình đưa vỏ thông vào thì mình cũng sẽ đưa nhẹ nhàng à, tránh làm bị hư gãy rễ ha à, mình có thể đưa sen kẽ vào trong vì cái size số 2 thì cái thông nó cũng sẽ không lớn À, nên cả nhà để vào thì nó sẽ đều với cái chậu và nó sẽ không có làm hư màu rễ à, Nếu như mà ở nhà mình không có ti nhựa thì mình có thể dùng ti sắt để cố định Khi mà mình đưa vào thì mình sẽ móc lại ở dưới đáy để cho cái ti này khi mà mình xách lên nó sẽ không bị sốt ra à, Cố định cái cây trong cái chậu cứng cáp thì cái cây nó sẽ ổn định hơn và dễ ra rễ hơn Khi mà mình tưới nó sẽ không có bị rung lắc Cả nhà mình lưu ý khi mà mình à, à, cắt cây xuống trồng thì những ngày mưa hoặc là những ngày chuyển mưa không có nắng thì mình à, không nên trồng ha, chọn những ngày có nắng đẹp mình trồng thì cái cái cây của mình nó sẽ đỡ bị hư hơn à, chứ nếu mà trồng xong mà gặp mưa hoặc là trong cái thời điểm đang mưa nhiều mà mình trồng thì nó dễ bị úng cây này thì bộ rễ rất là đẹp à, những cái bộ rễ mà nó bàn ra như vậy thì khi đưa vô em sẽ giữ lại toàn bộ luôn À, những cái đầu rễ xanh còn đi em cũng vẫn giữ lại và không cắt trong những cái chậu trước á cái bộ rễ nhiều hơn thì em cũng vẫn giữ lại và sau khi mình trồng thì cái bộ rễ nó phát triển luôn à, nên là trong cái lúc thay chậu hoặc là lúc mình lên chậu như vậy thì mình cố gắng giữ lại cái bộ rễ ha bộ rễ nhiều như vậy thì khi mà mình vô vỏ thông thì mình sẽ lắc nhẹ À, lắc nhẹ cho cái vỏ thông nó 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 lọt vào những cái kẻ phía dưới à, không cần phải trồng cứng quá đâu có nghĩa là vỏ thông mình vào mình chỉ cần lắc nhẹ thôi nó sẽ rải đều ra trên trên trong cái chậu là được sau khi mà mình cố định xong thì bây giờ mình bắt đầu vô vỏ thông ha à, đối với những cái bộ rễ mà nó bàn ra như vậy thì khi vô mình sẽ lắc nhẹ cái chậu cho cái vỏ thông nó rớt xuống dưới rồi mình sẽ vào đều ở trong chậu luôn Cái giá thể sạch này á, nó có một cái ưu điểm đó là sau khi mà vườn xử lý và sấy khô á, Thì khi mà cả nhà trồng mình không cần phải ngâm nước à, Mình để khô như vậy và mình trồng luôn Thì trong cái quá trình trồng á, giá thể và cây đều khô thì nó sẽ hạn chế mức thấp nhất Ở cái rủi ro là khi trồng vào cái cây nó bị úng và cái giá thể này sau khi mà đã xử lý rồi thì cả nhà sẽ không sợ là nó sẽ sinh ra nấm bệnh à, mọc nấm khi mà trồng nên là nó sẽ không có gây hại cho cái bộ rễ này à, nên là những cái cây ki hoặc là những cái cây mà mình trồng vào thì nó sẽ được duy trì cái bộ rễ và sau khi xử lý xong thì mình trồng vào và tưới nước vào thì cái thông này nó sẽ đổi màu đỏ lên kích thích cho cái cây mình nó ra rễ nhanh hơn đây là một cái chậu em trồng được trước cả nhà thấy là cái bộ rễ của nó duy trì được luôn cái rễ cũ à, và ra rễ mới rất là đẹp trong khi cái giá thể ở phía trên mặt mình thấy là nó còn rất là mới à, giống như mình mới trồng vậy đó cái vỏ thông này khi trồng vào mình tưới nước thì nó sẽ đỏ lên à, mình nhìn cái vỏ thông nó rất là sạch sẽ nên là cái cây của mình ra rễ á, nó sẽ bám liền vào trong cái giá thể mới và đây là những cái chậu sau khi mà em đã trồng xong à, Bây giờ trì trời vẫn còn nắng nhưng mà mình sẽ không tưới nước nha cả nhà Sau khi trồng xong thì mình vẫn treo lên bình thường à, Và mình để đó sang ngày hôm sau mình mới bắt đầu tưới nước Tất cả những cây này đều là cây kia cắt trên thân xuống à, Trong những cái clip sau em sẽ cập nhật những cái video này Để cho cả nhà mình theo dõi cái tình trạng mà cái cây nó phát triển ha Cả nhà mình nhớ là khi trồng thì mình phải cố định cho cái gốc cũng như là cái mắt ngủ nó nằm ở phía bên trên cái vỏ thông. À, tránh cái trường hợp là để thông nó lắp đi cái mắt ngủ thì nó sẽ dễ bị úng hoặc là nó sẽ chậm ra con ha. Em cảm ơn cả nhà đã luôn quan tâm theo dõi và xem video của em. À, cả nhà cũng đừng quên đăng ký theo dõi kênh để em có thể chia sẻ với cả nhà thêm nhiều video hay hơn nữa. Em xin chào và hẹn gặp lại cả nhà trong những phần video tiếp theo. Chúc cả nhà có thật là nhiều sức khỏe.